bảo vật quốc gia, bình gốm đầu rằm. Mô tả tóm tắt, bình gốm đầu rằm có hình dáng như một chiếc gùi bằng tre, nhưng chất liệu lại bằng đất sét rất độc đáo, được đun ngoài trời, không có lò cố định nên nhiệt độ không đều. Đây là cách nung phổ biến trong thời tiền, sơ sử Việt Nam, tạo nên những mảng màu khác nhau. Trên bề mặt của bình gốm được tạo hoa văn đường chỉ chìm, đường chấm dài, hình chữ S, đường khắc vạch song song hoặc chéo ô trám. Với kỹ thuật giải cuộn, gắn nắp, miết bóng rất khéo léo và tinh tế, người thợ thủ công văn hóa Phùng Nguyên thời kỳ Đồng Thâu nước ta đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, hiếm thấy. Chất liệu: đất sét nung. Kích thước: cao tổng thể 25,3 cm, đường kính vai 14 cm, xương gốm dày trung bình 0,5 đến 0,7 cm, có đường kính miệng 6,5 cm, vai bình cao 2,3 cm, thân bình cao 16,2 cm, trọng lượng 1000 g, niên đại 3400 đến 3500 cách ngày nay, đơn vị lưu giữ hiện vật: Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Giá trị tiêu biểu: bình gốm đầu rằm là tác phẩm nghệ thuật nổi trội về giá trị thẩm mỹ, tiêu biểu cho một phong cách trang trí đồ gốm một thời, là di vật duy nhất thuộc văn hóa Phùng Nguyên, có hình dáng giống như một chiếc gùi tre, thân tròn chia thành bốn mặt, chân đế vuông rất độc đáo. Bình có hoa văn trang trí phong phú, bố cục chặt chẽ, phản ánh ý thức tâm linh về sức mạnh của thiên nhiên và con người. Đây là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao trong lịch sử phát triển của nghề thủ công làm gốm Việt Nam thời tiền sơ sử, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử nghệ thuật gốm ở Việt Nam, giai đoạn huy hoàng nhất của gốm tiền sơ sử miền Bắc nước ta. Mặt khác, bình gốm đầu rằm còn có sự tham gia góp công sức của rất nhiều cộng đồng, cư dân cùng thời khác, nhất là cư dân văn hóa Phùng Nguyên. Qua tư liệu văn hóa tràn kênh, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu về quá trình tiếp xúc, giao lưu, hội nhập, tiếp biến nhộn nhịp giữa các cộng đồng cư dân sơ kỳ thời đại Đồng Thâu, nhất là cư dân văn hóa Phùng Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay về cổ vật nhé.